mắt, đóng nhẹ thôi đúng không? Mắt, mắt, mắt. Đâu mắt anh khô. Ui trời ơi, chữ khô này mềm đúng đẹp rồi, nhưng mà chữ khô sao tôi ngân dài vậy? Hello, SBS xin nghe. Cứ làm đi. Chỉ cái hát nghe để em. Cứ sai thôi, dừng lại, đừng có, quan trọng là 4 câu hay 1 câu. Ok. Cơn sóng vỗ còn quanh bao năm không buông mặt hồ, thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ, duy mình dịu em thơ dẫn thâu. Ok, cái chỗ vì ta nhá, mình cần vào nó rõ chữ hơn một chút. Dù trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà. Không chủ động lấy hơi nên là xong bắt đầu ngắt xong bên này đấy. Với cả trước cái chữ dẫu trần gian ấy, mình chủ động lấy hơi hơn. Luôn cố gắng để giữ hơi được cái chứ, bị dẫu trần gian nó bị hụt hơi. Dẫu trần gian bao la, dẫu trần gian bao rõ chứ, rõ ra dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà. Đó, bình tĩnh hơn, nó okay. Nhịp nó không quá nhanh đâu. Mình mạnh mạnh quá. Mềm hơn, nhớ là lấy hơi, mình tập trung vào câu thứ hai thôi. Ok, câu này nó coi là khoảng theo cái yêu cầu của anh, nó khoảng 8/10 rồi. Bây giờ làm lại cho anh một lần nữa, đúng như thế hay hơn này. Đời khiến anh chẳng ok, còn dừng lại, vào trễ rồi. Bàn chân đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Em mong lâu mắt, mong lâu mắt. Mắt đóng nhẹ thôi đúng không? Mắt, mắt, mắt. Em mong lâu mắt anh khô. Okay. Anh chữ anh khô nhả nó phải tinh thần một chút đâu. Anh khô. Đâu mắt anh khô. Ui trời ơi, chữ khô này mềm đúng đẹp rồi, nhưng mà chữ khô sao tôi ngân dài vậy? Anh khô. Ta yêu sai. Okay. Anh khô, ta yêu sai. Và luôn nhá, anh khô, ta yêu sai. Hay đúng. Thế.